Thưa quý vị, mới đây lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng. Có ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm đến lần thứ 3 kể từ đầu tháng 6 tới nay. Trước tình hình đó, thì Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú yêu cầu các cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước phải vào cuộc kiểm tra, phân tích hiện tượng này để chấn chỉnh. Theo Ngân hàng Nhà nước, thì tính đến ngày 14 tháng 6, tín dụng mới chỉ tăng 3,79%. Trong khi đó, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, hết quý 2 năm 2024, tăng trưởng tín dụng cần phải đạt 5-6%, cả năm đạt từ 15-16% theo mục tiêu đề ra. Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, yêu cầu về tăng trưởng tín dụng có chất lượng là rất quan trọng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu của Chính phủ. Về lãi suất, Phó Thống đốc lưu ý có một số ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tư nhân, lãi suất còn cao. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng để lãi suất phải nghiêm túc chấn chỉnh. Đồng thời, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ lập các tổ công tác, trong đó bao gồm cả nhân sự từ Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để làm việc với các ngân hàng, phối hợp sát sao hơn nữa, tăng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng có chất lượng.